anh ơi, đây là chỗ nào mà nhìn cao sang vậy nè? Hơn cung điện của em. Xin giới thiệu cho chú em, đây là sân chơi của những phái đàn ông chúng ta. Vậy hả anh? Trời ơi, cao sang vậy. Anh dẫn em vào đi ha, em đi không thôi. Biết chỗ. Ui, đây đó. Nè, nhìn coi hoành tráng chưa. Ui, đây là sân chơi của anh. Anh mua sân đó. Chơi giới trẻ hả anh? Giỏi. Anh ơi, ở đây có những thú vui gì đó. Ôi, nhìn trời sang trọng vậy. Ở đây hả? Gì gì gì, cái gì cũng có. Thì hả anh? Đặc biệt là cái món như là đào. Thơm lắm. Đào hả? Ồ, vậy hả? Đào cái món em thích nhất đó. Cho em xin trái đi. Đào đâu, đào đâu? Đây à? Đó, căn phòng đó. Đi đi đó, cút đi. Trời. Em chào các chị ghê. Anh ơi, em tự chế đào mà đào này biết đi hả? Mà đào này biết đi hả? Đào này biết đi hả? Đó, chú đang uống là cô đây 79 thời 180 đó. Trời, ngon chẳng nào đâu. Khác rủa nhà em. Mạnh ông, mạnh ông. Dạ mạnh anh. Cô đây 79 bó không bó không? Tuyệt, nhưng mà nó hơi thiếu thiếu cái thứ gọi là... Được rồi. Que. Mua cháu, mở cho anh một chút mua xịt que 1985. Ok. Ok. Music. Uống đi. Ok ngay. Tiền đối với anh là nó đơn giản. Ồ, quá ha. Lên lại, lên lại, lên lại, lên. Cạn ly chứ nhỉ. 2, 3, vô. Uống đi. 2, 3. Uống vô. 2, 3, uống. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Này. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Lại là cái mặt cô hả? Cô biến ra khỏi cái căn nhà này cho tôi nha. Tôi là tôi, không muốn nhìn thấy cái mặt cô nữa đâu. Anh Hoàng, tại sao chàng lại nói vậy? Tại sao tôi không được nói vậy hả? Tôi thích như vậy đó. Tôi chán cái mặt cô lắm rồi đó. Tôi biết ra. Chàng, chàng hết yêu thiếp rồi đúng không? Đúng vậy. Nên là xin cút khỏi căn nhà tôi. Chàng, ngay. Chàng sẽ phải hối hận. Cha ấm áp như dần thái dương. Con ơi. Hả? Hóa ra là hoàng hậu có bầu. Hoàng thượng. Tránh ra. Hoàng thượng. Tránh ra. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Cái gì vậy? Ngày mau dậy đi. Cái gì chứ? Ngày xem nè. Cái gì đây? Phiếu siêu âm thai. Alo, mày đàn ông mà đi siêu âm thai làm gì? Hoàng thượng nhìn cho kỹ đi. Kỹ hả? Đang say bất nhìn kỹ. Tôn nữ lắm tấm tên này quen vậy ta. Ủa? Tên vợ mình mà. No. No. Vợ, vợ. Vợ ta có bầu 5 tuần. Đúng rồi. Vậy đâu? Cô ấy đâu? Chẳng phải hoàng thượng đuổi cô ấy đi rồi còn gì nữa. Tầm này chắc là đang ở nhà mẹ ghẻ đó hoàng thượng à. Mẹ ghẻ? Được rồi, ngươi ở đây coi nhà. Ta đi tìm vợ. Dạ dạ, mọi việc cứ để thần lo liệu. Thôi, mình ra chợ mua mấy cái xiên bẩn về ăn đi cám. Mẹ, em cám. Cái gì đấy? Tấm nhà con đâu ạ? Đâu còn lâu mày nói. Đến đây làm cái gì? Con chỉ muốn hỏi tấm nhà con ở đâu, con đón nàng về nhà chăm sóc ạ. Mày đuổi nó đi rồi giờ còn đòi đón nó về á. Đợi săn sóc, săn sóc, săn sóc đây này. Đừng có mà mơ nhé. Mẹ không nói đâu. Thì mẹ, con gian xin mẹ. Mẹ nói cho con biết tung tích của Tấm đi ạ. Tấm đang mang bầu ạ. Không bao giờ. Bầu là việc của chị ấy. Cút. Biết. Xin xỏ thì bỏ tiền ra. Xin xỏ thì bỏ tiền ra. Đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn. Đúng mày. Con hiểu rồi. Đây, mẹ nói cho con biết tung tích của Tấm đi ạ. Tạo thế mà cũng đưa tiền. Ôi giời, anh Hoàng định dùng số tiền này để dụ con nói. Chị Tấm đang ở nhà cũ dưới kia. Mà con đâu có ngu. Còn lâu con mới nói. Trả anh. Chị Tấm em á. Không bao giờ em nói cho em biết là ở đâu đâu. Anh cảm ơn nha. Mẹ, sao anh Hoàng không hỏi mẹ con mình nữa nha. Mày nói hết rồi còn đâu nữa. Tiền thì trả cầm đi còn đưa lại nó. Thế con nói hết hả? Ừ. Con nói lúc nào nha. Ui giời ơi. Con à, mẹ xin lỗi con đã không cho con được một gia đình hạnh phúc. Tấm, anh xin lỗi hai mẹ con. Tạnh mưa rồi, mình phải đi chợ đã.
chỗ khổ cực như vậy. Ta giúp nàng một tay. Em xinh đẹp đi đâu mà vội vậy? Rảnh làm vợ bọn anh đi. Các em tránh ra đi, nếu không tôi hét lên đây. Tránh ra, hét đi, đừng có ai không, cứu tôi với. Có ai không, cứu đi, cứu đi. Quay lên. Ôi trời, ai cho chúng mày đụng vào cháu tao hả? Ở đâu có tội ác, ở đó có family. Family hả? Ai chà, ở đâu mà xuất hiện lũ vịt trời này vậy ta? Mày giỏi lắm. Chị cứ đứng yên ở đây để em. Cẩn thận đi. Ở đây để mẹ lên hỗ trợ con cáp. Cuối cùng cũng xong gì? Mà sao tắm đi lâu về vậy ta? Hay là có chuyện xảy ra? Không được, mình phải đi tìm. Thả ra. Chúng mày đánh tao hơi bị đau đấy. Bọn mày cũng khỏe đó. Nhìn bọn bố mày nè, quẹo hết cả tay rồi. Các người mau thả bọn ta ra. Chúng mày có giỏi thì cởi ra, tao với mày solo một đứa. Một là gọi người nhà mang tiền tới đây, hai là để lại em xinh tươi kia phục vụ bọn ta. Mày bị ảo à? Nhà ta đủ người, chúng mày úp trọn rồi, còn ai mang tiền nữa? Này, cô ơi, động vào ta. Da bọn này mạnh lắm. Này, thả ta ra. Cắn luôn đi con. Thả ta ra. Cắn luôn. Cắn đi nè, cắn đi, cắn đi. Mình vậy ta. Mày mà để tao thoát ra được á, tao sẽ bẻ cổ mày luôn đi. Mà định bẻ cổ hả? Nè, bẻ đi, bẻ đi. Bẻ đi. Buông ra, buông ra. Chết mày. Cứu, cứu. Ai mới kêu dừng lại vậy? Có mỗi mình thôi mà. Hả? Cứu, cứu, cứu. Mau thả người nhà của ta ra. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà dám đánh với bọn ta sao? Có giỏi lên đây. Anh Hoàng, cứu với, cứu với. Chuyện lần này á, cứ trói cho mẹ, mẹ đánh bớ đầu nó luôn. Được lắm, ngày hôm nay ta sẽ cho các người biết hối hận khi bắt người nhà của ta. Giỏi quá, giỏi quá. Đánh đi, đánh, đánh, đánh kỹ tay nó. Đại ca ơi, các ngươi được lắm, ta sẽ trả thù. Mọi người có sao không? Mày lại đấu với tao á. Tấm à, nàng cho ta xin lỗi, hãy về nhà. Thôi, lỗi gì, đi về nhà đi chị. Ơ nè, đi. Kìa Tấm, nàng hãy về nhà với ta, để ta được chăm sóc nàng, với lại con. Không, ta không về đâu. Kìa mẹ. Cái gì? Nói giúp con. Con đứa đi. Con nữa. Để mẹ giúp cho. Đây, thôi hai vợ chồng chúng mày lấy nhau cũng được mấy năm rồi, về nhà đóng cửa bảo ban nhau. Cái nhà cũ ấy rách nát rồi, mẹ cho người khác thuê, kiếm nhiều tiền hơn. Mẹ không có chỗ dung thân đâu, về nhà với nó đi. Này, có con có cái rồi, chẳng lẽ bụng ảnh ra vậy mà không có bố à? Giờ nó còn bé, nó không biết gì, chứ lớn lên nó biết rồi á, tội nó lắm. Đúng rồi, nghĩ cho kỹ, tất cả là vì con. Tấm, nàng đi qua đi còn gì nữa. Nàng với ta rồi đúng không? Lần đầu cũng là lần cuối ta tha cho chàng, nhưng không có lần sau nữa đâu. Được, ta hứa sẽ không có lần sau. Giờ mình đi về. Có khi nào bị lừa không ta? Nghi nghi đau hết cả mặt. Chào anh em nha. Tới rồi. Đây, đây là số tiền bàn giao. Chị tốt lắm, vất vả rồi. Ok trai ơi, lần sau có dịch vụ gì cứ nhờ bọn em. Bọn em diễn đỉnh cao Hollywood luôn. Giờ bọn em lấy tiền đi uống bia. Bye bye nha. Ok, tạm biệt anh em nha. Vậy là kế hoạch cua lại vợ bầu của mình đã thành công rồi các bạn. Giật hết cả mình. Này, chúng mày nhìn mẹ con tao, xịn không? Giàu không? Kết xù không? Cái xe tên nào? Vừa mới mua, mẫu mới đây. 50 triệu đô. Hả? Ghê chứ. Làm gì? Này, chết đi. Mẹ mua thức ăn cho cuối năm đi. Giờ mẹ con tao khác rồi. Giàu thích mày thật đấy. Mày chứng mắt lên mà lên.
thật là quá đáng mà. Ơ, sao mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế nhờ? Hiếp không biết nữa, chắc lại lừa đảo ai rồi. Tiền mà cứ coi như lá đài, phí của rồi. Thôi nhặt đi nàng ơi. Các em hãy cùng chu đáo, đi đây cho tiền không tiếc. Wow. Quẩy lên nào. Quẩy lên em ơi. Dạ mời chị ạ. Quẩy lên đi. À, cái thằng em của chị đâu rồi? Em đây em đây. Phu nhân ơi, bo cho em. Dạ đây. Bọn em có chạy đâu, bọn em đang thu xếp tiền trả chị đây. Nhưng mà bị niêm phong rồi. Hai người tính quỳnh nợ sao? Ôi chị ơi, em đâu có đâu. Em ơi. Này, trả tiền cho chủ nhân ta đi hả? Ôi chị ơi, là do em chưa có tiền trả thôi, chứ đâu phải là em không trả chị đâu. Tính chạy nữa à? Người đâu, xử chúng. Vâng. Dừng lại. Cứu tình đây rồi. Họ nợ ngươi bao nhiêu tiền? Bọn ta sẽ trả hộ. Đúng rồi đấy. Hai người họ nợ ta 1.000 tỷ. Ngươi có trả được không? Ê, anh Hoài, 1.000 tỷ á? Một nghìn tỷ á? Ngươi định giết người không cần dùng dao à? Ôi rồi, thôi, Tấm ơi, ta mày hết sức rồi. Thôi, mẹ với em cố gắng nha. Tưởng thế mẹ nào? Mẹ tưởng chúng mày chênh vênh lắm cơ mà. Hết tên rồi à? Chênh vênh này cao quá, con không đỡ được mẹ. Đúng rồi. Thôi, con cứ xin. Ôi trời ơi, đúng là đại gia dân đó. À, hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe. Ở cái kia là cái gì vậy? Phố đen gì đấy? Phố đen lên thiên đàng à? Phải ra xem mới được. Ủa? Cái này là cái gì thế nhỉ? Hay là mình đi vào xem thử? Vào xem đi chứ không sao. À mà không được, mẹ bảo mấy thằng tò mò là hay chết sớm lắm. Thôi, khả năng là đi về đi ngủ là tốt nhất. Đúng rồi, đúng. Em ở đâu rồi? Cám ơi. Còn ơi. Ba ngày trôi qua. Em yêu à, em chưa đến à? Gia đình ơi, vẫn đang sốt sắng kiếm tiền và lo không, lắng. Không thấy đâu. Không biết giờ này Cám đang ở đâu. Không biết rằng Cám có làm sao hay không. Cái hố đen đó liệu có bí ẩn gì chăng? Mọi người đang dần đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Mọi người đã tìm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Thì bỗng nhiên có một bàn chân bí ẩn xuất hiện. Và đó chính là... Có phải các ngươi đang tìm một cô gái áo hồng, tóc ngắn ngang vai, người luôn béo phải không? Này cô anh... gái ta đâu? Cô gái ta đâu? Các ngươi cứ bình tĩnh. Vương quốc của ta đang bị Skibidi Toilet tấn công, nên xuất hiện rất nhiều lỗ hổng không gian. Cám vô tình đã bị hút vào đó. Không gian. Mẹ, toán học à? Thế bây giờ bọn ta phải làm cách nào? Các ngươi phải giúp ta tiêu diệt được Skibidi Toilet, thì lúc đó mới đưa cám của các ngươi về được. Hả? Sao chúng mày còn do dự được nữa à? Đây là em của hai đứa đấy. Ta đồng ý bằng mọi giá. Bọn ta đồng ý con gái ta. Được rồi, các người hãy theo ta. Các người hãy nhanh chóng vào đi. Đi thôi.
hay là bọn nó bắt cả mình nha, lừa mình nha. Chắc là vậy luôn. Hiện tại bọn ta đang trú ẩn, nên cần sự giúp đỡ của các người. Hãy giúp bọn ta tiêu diệt Skibidi Toilet. Thế bây giờ bọn ta phải làm thế nào? Vương quốc này sẽ sớm là của ta thôi. Chủ nhân đúng thật là cao tay. Chỉ cần phục tùng ta thì ngươi sẽ không thiếu cái gì cả. Hả? Chủ nhân, có tiếng động gì vậy? Cám ơi! Cám ơi! Cám! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Skibidi Toilet, mau đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Rõ! Để cùng. Cám ơi! Em đang ở đâu? Cám! Bắn chúng cho ta! Yes, sir! Anh Hoàng! Tâm ơi! Chạy đi! Mẹ! Bên đây mà! Chạy lên mẹ! Đuổi theo cho ta! Ô lên! Cẩn thận đi! Tới đây! Anh Hoàng! Đáng sợ quá! Biết thế còn ở nhà còn hơn! Không được ở nhà! Mày vớ ba vớ vẩn em mày đi! Tâm! Có chuyện gì vậy? Cô Tâm đâu? Ơi, cô Tâm đâu rồi? Hả? Alo, mà. Tâm tỏ lửa bây giờ. Cá! Mẹ muốn chết à? Đi theo ta, tiêu diệt thế giới này. Nó đi chưa? Nó đi rồi mẹ. Hiếp rõ ta như này, thế. Này, này, tại em con đấy nha. Không biết thương cha thương mẹ, không biết thương anh thương chị. Cứ đi là cả, làm cả nhà đi tìm đi. Rất là mất thời gian. Con đang đi giải cứu thế giới. Ở đây đang có biến loạn. Con là siêu anh hùng. Trách nhiệm của con rất là lớn. Trách nhiệm cái gì? Ở nhà rửa bát quét nhà còn không xong, ở đâu mà trách nhiệm? Càng ngươi không chạy thoát khỏi ta đâu. Chị. Ngươi không sợ ta sao mà không chạy? Có sợ, có sợ. Mẹ. Chạy nữa đi. Chắc ngươi không chạy thoát đâu. Chẳng lẽ chúng ta không thoát được đây sao? Sao bọn nó lại to thế này? Chạy lên. Mau giết chúng cho ta. Hả? TV man, camera man. Các người đợi đây. Các người có làm sao không? Bọn ta không sao, tí thì chết đi. Ở đây nguy hiểm lắm, các người hãy theo ta. Đi đâu mới an toàn, ở đâu? Chủ nhân cứu em. Chủ nhân, gia đình nhà Tấm Cam đã được TV man và camera man hỗ trợ nên đã đánh em trọng thương. Đồ ngốc, sao lại để mẹ đánh như thế chứ? Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Thế nào á? Gia đình Tấm Cam, các người sẽ phải trả giá. Cái tên kia, làm sao để bọn ta trở về đây? Đúng rồi đấy, ngươi mau đưa bọn ta trở về đi. Bọn ta tìm thấy em Cam rồi, không muốn ở đây nữa đâu. Chị đúng là không có trách nhiệm. Không được, chắc chắn là Skibidi Toilet đã về báo lại cho búp bê rồi. Rồi cô ta sẽ tới đây, các người mau nghĩ cách đi. Hả? Búp bê sao? Lại là ta. Mà không hiểu tại sao nhé, mỗi lần nhắc đến búp bê là bụng con lại thiếu lên. Lại thiếu lên. Đã chắc là phải ôm nhà vệ sinh. Thôi đi nhanh lên. Nhanh lên nhé, ở đây nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta phải tìm cách gì để tiêu diệt búp bê? Chắc không có ai đâu nhỉ. Này, cái đứa nào vô duyên thật ấy. Sao em Cám lâu về thế mọi người? Nó đi cả tiếng. Mọi người bình tĩnh. Ở đây nguy hiểm lắm. Để tôi và cameraman đi tìm cho. Vậy ở đây đi cẩn thận nha. Vậy nhờ hai người nhé. Đi. Cẩn thận. Sốt ruột quá mẹ ơi. Suốt ngày đi la cà. Còn với chả cái, mày mà lạc lần hai nữa là tao chịu đấy. Đúng rồi đấy. Mẹ, Cám này. Em ấy, em đi đâu đấy? Hả? Làm anh chị với mẹ sốt hết cả ruột à? Cái con tranh này, mày đi tắt cả bồn cầu à? Bây giờ mày mới ra, mấy tiếng đồng hồ. Cám, em đang làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì đó con này? Mày chứ. Búp bê, mau thả mẹ ta ra. Yeah.
Ramen. Các người được lắm. Skibidi, lên. Rõ, chủ nhân. Anh em, lên. Lên đi, nhanh lên. Búp bê, mau thả ta ra. Cô mau, dừng lại đi. Đừng có nhiều lời. Hãy để chúng tôi. Cameraman, lên. Các người chống lại chủ nhân ta chỉ có con đường chết thôi. Với sức mạnh của người thì không địch lại bọn ta đâu. TV, camera, cẩn thận. Cố lên anh em ơi. Đừng để bị nó bắt. Skibidi Toilet. Người hãy mau chết đi. Hai người mà tới đây, ta sẽ giết chúng nó. Để chúng mình có khác, quay xét. Búp bê, không được manh động, mau thả họ ra. Búp bê, kể cả người giết bọn ta cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Ta sẽ phải giết chết bọn họ. Không, người mau thả ta ra. Vậy sao? Vậy để ta thử nhé. Mẹ, rất là mất thời gian. Không sao rồi, lên thôi. Mẹ, con tưởng mẹ về với các con rồi. Nhà mình thành công rồi đó. Mẹ làm gì mà dễ chết thế được. Đầu này bằng sắt đây. Đầu mẹ em cứng lắm. Con. Cảm ơn các người đã cứu lấy thành phố của ta. Không có gì. Giờ các người có thể trở về được rồi đấy. Thật á? Tạm biệt mọi người. Chúng ta về đây. Tạm biệt mọi người nhé. Cuối cùng thành phố của chúng ta cũng bình yên rồi. Chúng ta về thôi. Đi thôi. Nhẹ nhàng thôi. Cái gì ấy? Nhìn kỹ vào. Mẹ ơi, con có nhìn thấy gì đâu? Toàn là nước thôi. Thằng này kém. Mắt mày nhìn kiểu gì đây? Nhìn kỹ vào, ở dưới đấy có đấy. Đâu, con có nhìn thấy gì đâu mẹ. Ông đâu mẹ, ông cầu gì vậy? Gì đây? Ui, con ơi, có điềm rồi. Ui, trời âm u xám xịt dữ này là điềm lành hay điềm dữ hả mẹ? Ui dồi ôi. Theo triết học, lý thuyết học, sinh lý học của mẹ thì trời sắp bão rồi đây. Sắp bão á? Có đâu. Ui dồi ôi, còn đứng đấy nữa à? Trời mưa, quần áo con chưa rút, mồm mẹ đen thật đây. Đợi con. Sao trời lại tối om thế này? Linh đỡ, các ngươi đâu rồi? Dạ, bọn em đây ạ. Các người mau đi xem có chuyện gì xảy ra. Mốc, vâng ạ. Đi. Sao không thấy có gì hết đây, lạ thật đấy. Wesley, cô đừng tới đây nha. Bọn ta chưa làm gì cô đâu. Ngươi định làm gì? Bọn ta không sợ đâu. Đi. Wesley, cô đừng làm hại tôi. Bọn này làm gì không biết, sao mà lâu thế nhỉ? Chạy nhé. Đứng lại đó. Wednesday, chào mừng cô đã quay trở lại. Ta trở lại để còn tiêu diệt kẻ xấu như ngươi. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, đánh nhau to rồi. Toát đầu luôn ấy nhỉ. Mẹ nghĩ ai thắng? Wednesday, công lực của cô bao nhiêu năm cũng mạnh dần rồi đấy. Không mạnh thì làm sao ta có thể bắt được cô chứ? Ôi dồi, căng thẳng gây go rồi. Mẹ nha, mẹ cá con búp bê thắng đó. Nó chịu thế kia cơ mà. Wednesday phải thắng chứ.
Thế mẹ con mình phải làm cái đũa. Chơi luôn, con sợ mẹ. Kết quả sang tiền nha. Chốt rồi đấy, sợ gì mà chốt. Như thế không cần xếp giấy tờ. Con xin mày lấy một tờ thôi, cá cược một tờ thôi mà. Một gì mà một, chơi gấp ba. Xin kìa, xin tiếp kìa. Cuối cùng cũng đã chịu đầu hàng chưa? À, người đâu rồi? Mau ra đây, nhanh lên. Búp bê của mẹ bỏ của chạy lấy người rồi. Tiền là của con đâu mà đưa. Nhưng mà mẹ chơi phải chịu chứ. Lâu ta có làm gì đâu. Chuột bông này, bọn ta có làm gì hại cô đâu chứ. Không có. Hai người cô ta tha cho bọn ta. Bọn ta không có làm gì đâu. Hả? Hãy giúp ta tìm kiếm hang ổ của búp bê. Cô ta là kẻ xấu, ta phải bắt cô ta về để quy án. Hãy giúp ta. Giúp đi con, mẹ già rồi. Ê, phải hai người chứ. Bọn ta giúp. Anh chừng cho cẩn thận vào. Dạ vâng đại ca. Nhìn lên. Ui. Đây, nhìn thấy chưa? Bọn chúng đang canh ở dưới đó. Vậy là ta đã giúp hết nước hết cái rồi đó. Giờ thì chịu, chả biết làm gì. Ê, trong đó nguy hiểm lắm. 10 người vào chết cả 10 đấy. Thì sao nào, ta không sợ. Ê, thế cô cẩn thận nha. Cô yên tâm nha. Có làm sao ta lo ma chay tử tế cho. Không buồn đâu. Chúng là dạy. Có kẻ đột nhập. Chủ nhân của các ngươi đâu? Mau gọi ả ra đây. Wednesday, muốn gặp chủ nhân của ta phải bước qua xác của ta. Wednesday, ngươi cũng khá lắm. Đó, thưa chủ nhân. Búp bê đâu? Ngươi mau ra đây. Wednesday, ngươi tới số rồi. Không biết tụi này có làm được gì không nữa. Thế này xem ngươi thoát khỏi đây như thế nào. Trăn trối nữa sao? Nếu mà bây giờ cô giết ta thì thì làm sao? Thì thế này này. Búp bê, ta chưa kịp xử lý mà người đã đánh lén ta sao? Đồ xấu xa, đồ bỉ ổi, ngày đông hiếm yếu à? Thả ta ra. Mày có khác gì đâu, gieo nhân nào gặt quả nấy nhá. Thả ra, giờ ta phải bắt ả về quy án rồi. Tạm biệt đi. Nhanh thế nhờ. Ê, tính ra cuối cùng con vẫn thắng. Mẹ đưa tiền đấy. Tiền cái đầu mày. Ê, đưa lại, con nói thật mà. Cứu, cứu với. Xong rồi đó. Lão cảm ơn cô nha. Ông không sao chứ? Ta không sao. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tặng cho cô này
Được, ta nhận. Chủ nhân, đưa cô ta về căn cứ. Đó, đó. Nào, đi. Hả? Búp bê, sao lại bắt ta? Ngươi, ngươi định làm gì? Thả ta ra. Ngươi làm gì sao? Chủ nhân, đây chính là những người ruồng bỏ ngươi, hãy mau bắt chúng về đây. Rõ, tốt lắm. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị nhị. Thua nha, đưa tiền đây. Làm trò gì nhỉ? Ta muốn gỡ. Còn tiền không mà chơi. Cái bà này, bà làm gì đây hả? Đã thua rồi lại còn hám. Sao bà đánh tôi? Mày bỏ ai hám hả? Ồ, phu nhân có muốn kiếm tiền không? Tiền á? Chỉ cần bỏ ra 1 đồng, bà có thể kiếm được gấp 100 lần vốn ban đầu. Hả? Một tờ được 100? Mày quất. Tôi đợi đây. Ồ, chơi thôi. Chơi thì chơi. Nhà đây tiền. Chơi mà chơi thế nào hả anh? Triển khai đi. Phu nhân chỉ cần tung chiếc chai này sao cho nó đứng được như thế này là bà đã giành chiến thắng. Nếu mà mình tung 98 lần vẫn trượt, mà lần 99 trúng thì mình vẫn lại 1 tờ. Dơi, xin mời bà. Đây, tôi xin. Ồ, gì? Thằng kia, mày làm gì đấy hả? Thắng có phần thưởng thì thua cũng phải có hình phạt chứ bà chị. Được, có chơi có chịu. Chơi tiếp. Phu nhân rất là có tài năng đấy. Cố một chút nữa thôi. Với cái thủ đoạn này á thì tao cố đứa nào thắng được đấy. Đây, dầu ăn trơn tuốt tuột tuột luôn nha. Mẹ ghẻ ơi, bà lại đi đâu rồi? Đối tác thì đang đợi, đi từ sáng tới giờ không biết đường về. Còn một tờ cuối cùng, dù không lãi tao nhất định phải gỡ hoa. Chơi, bỏ ra. Đi về, đối tác đang đợi bà kia kìa. Hả? Họ đến rồi sao? Quần áo bẩn hết rồi. Thế bà có chơi nữa không? Ôi, bà làm cái trò gì đây? Mượn tí. Đi nhanh về ông ơi, đối tác đang chờ. Quần áo của tôi, trả tôi đây. Mày ăn bao nhiêu tiền của bà rồi không cho mượn? Thôi đi về, đi về. Được rồi. Quần ăn cướp, tôi thi. Mọi người ơi, vào chơi trò chơi, vui chơi có thưởng nào. Vui chơi đi mọi người ơi, có thưởng to lắm. Bà đây rồi. Ôi, bà nào? Sao ngươi lại mặc đồ của bà ta? Bà ta đâu? Bà lề mề quá, đối tác đợi lâu lắm. Biết rồi đây. Rồi, tôi có mang giỏ quà. Cái gì nữa? Ui, giỏ quà tôi mua lúc sáng. Ui giời, để quên đi rồi. Não cá vàng thật đi. Nói mau, bà ta đang ở đâu? Ai mà biết được, ta sẽ giết ngươi. Tôi không biết đâu. Nhất định ta sẽ bắt hết các ngươi mang về cho chủ nhân. Nó định bắt mình cho chủ nhân nào đấy? Tôi không biết được nữa. Về báo thằng Hoàng. Đi về nhanh lên. Bây Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng. Ôi mày, bây giờ đi đâu mà hấp tấp thế hả? Chạy đi. Có chuyện gì? Sao con phải chạy? Cái con Wednesday mà mày thích đi, nó sắp giết cả nhà mình rồi. Này, Dưỡng với mẹ đừng có ăn nói xà lơ nhé. Cô ấy là nữ thần trong tim con.
dịu dàng như ánh mặt trời ban mai vậy. Là mày phải tin. Sao mẹ tao đánh con? Mẹ với Dượng á, đừng có nói điêu, con không bao giờ tin. Thôi được rồi nha, mày mà không tin, sướng khổ là do mày chọn, biết chưa? Cá không ăn muối cá ương, mày không nghe lời bọn tao là mày chết. Đi thôi ông. Sống chết có số chứ. Mẹ tát rõ đâu. Wednesday. Ui dồi, bảo có nghe đâu. Đồ ngu, đồ ăn hại. Thế nào nó cũng đến tìm hai vợ chồng mình. Đi. Chủ nhân, ta mang người về rồi đây. Ngươi làm tốt lắm. Còn hai người nữa, mau đi bắt về đây. Để này, giờ chỉ có ông mới cứu được gia đình này thôi. Tại sao? Không phải là bà hả? Ôi trời ơi, là tôi thì ai chăm các con nữa. Tôi cũng muốn chăm các con mà. Nói ít thôi, đứng đây chịu khổ một tí thì làm sao. Đợi nó đến đi. Sao bà đểu thế? Bà không ra làm mồi đi. Các người trốn ở đâu được cơ chứ? Sao số tôi lại khổ thế này? Người đây rồi. Cứu. Ôi giời ơi, đến rồi sao? Cứu tôi. Cứu. Cầu cứu vô ích thôi. Cầu trời cầu Phật phù hộ độ trì cho con qua kiếp nạn này. Thả chồng bà mày ra. Cứu tôi, cứu bà. Mày chết đi. Tỉnh rồi đây. Tôi thấy bà đánh nó hơi quá tay ấy. Đánh thế mới trói được nó chứ. Sao đầu nó cứ lắc như máy xay thế nhờ? Hay là tôi đập mạnh quá nó bị chập mạch rồi? Sao ta lại ở đây? Sao hai người lại trói ta? Thả ta ra. Mau cởi trói. Thế tỉnh rồi à? Ta làm gì mà tỉnh? Này, mày vừa bắt thằng Hoàng chứ còn gì nữa. Mày giao nộp nó cho ai? Nó đâu rồi? Hả? Hay là mày xây nó thành bã rồi? Thằng Hoàng đang ở đâu? Ta nhớ rồi. Mau cởi trói cho ta. Hả? Cô cởi đi bà. Hai người hãy giúp ta. Giúp bà. Còn phải giúp nữa. Đi luôn. Thả tao ra. Mau lên. Thả ra. Sao lại bắt ta? Thả ra. Búp bê. Ta đã bắt hết bọn chúng về đây rồi. Thả tao ra. Tấm cám mà. Cuối cùng ta cũng bắt được các ngươi. Và vương quốc này sẽ là của ta. Đây. Chuyện này là sao? Tất cả đều biết, chỉ có mình mày là không biết thôi. Là lần sau nhá, người lớn nói là phải nghe. Biết nghe chưa? Cá không ăn muối cá ương. Mày không nghe cha mẹ trăm đường mày ngu. Hiểu chưa con? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhưng mà con, Wednesday. Đi về ông. Ok, đợi con. Wednesday. Này. Dám chống lại ta. Chắc mày sẽ rất là thích cho mà xem. Con mò mặt về làm cái gì nữa hả? Đây không có đứa con xấu xí như mày. Nhìn cho kỹ vào. Mẹ đây xinh xắn rạng người, ai như cái loại. Mặt thì đầy sẹo, nhìn thôi mà đã thấy phát khiếp rồi. Ta không có đứa con như ngươi. Mà con thì có gì là sai chứ? Con có quà tặng mẹ nè. Đây không cần. Ở cái xã hội này không có đúng và sai, chỉ có xinh và xấu thôi, nghe rõ chưa? Bước lớn nhanh. Ta không có đứa con như ngươi. Mẹ ta ơi, không có đứa con như ngươi.
Bỏ ra, bỏ ra. Ta không cần, đừng có để ta nhìn thấy cái mặt ngươi nữa. Đi đi. Xấu cũng là cái tội sao? Ta không có đứa con như ngươi. Ta không có đứa con như ngươi. Ta không có đứa con như ngươi. Làm người tốt là sẽ bị hành hạ đánh đập đau khổ như vậy à? Được rồi, thế thì từ bây giờ ta sẽ làm kẻ tốt. Đang ung dung trên trời nhà, ta sẽ không ai xuống chơi. Anh chị ơi, qua nhà mình năm nay nở đèn thiệt đó. Đương nhiên rồi, phải cố gắng đến lúc nào mẹ cũng tự hào như hai chị em mình. Nhận tay chị cả đây. La 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 la. Em có làm sao không? Đau quá, đau quá. Chị chạy ơi, chị quay có cái mà chịu cái chân rồi. Đau quá. Chắc giờ trật hết rồi. Cố tí để chị nắng lại cho em nhé. Cái thứ tình cảm khốn kiếp kia, ta sẽ phá hoại nó. Thấy đỡ hơn chưa em? Ổn hơn rồi chị ạ. Đứng dậy chạy thôi nào. Em muốn ăn bít tết. Tiên không ở đâu thế nhỉ? Đằng này hay sao ý? Đi xem nào. Này, cô ở đâu chui ra thế? Ta là búp bê Harley, nhưng ta không có gia đình. Không có gia đình à? Ồ, thế là cô đơn à? Hay là về nhà ta? Mẹ ta hiền lành tốt bụng lắm. Thật á? Vậy đi đi thôi. Cái này đẹp thế nhờ, cho ta nhé. Vui quá, có nhà rồi. Vàng ơi là vàng, sao nó chối mất thế chứ nị? Ui, nhìn đây chưa? Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi, xin con mang cái gì về cho mẹ này? Dạ, cho chào bác. Con nhặt được nó ở ngoài đường, từ giờ sẽ về đây ở cùng chúng ta. Cháu chào bác à. Nhà mấy miệng ăn chưa đủ à? Còn tha cho nó về làm gì? Tiền đâu ra mà nuôi lắm thế? Thì nhà mình có gì ăn đấy, mẹ cứ quan trọng nhỉ? Ủa mà mẹ, cháu cái gì cứ thẩm thục vậy? Hãy cầm đi. Núp vậy kệ ta. Muốn nuôi nó thì tự thân mà vận động. Đi mang hai cái đổ này ra đụi mà nhặt sâu về đây. Nhanh lên. Ơi chị đi mau. Con đi. Hay mẹ làm gì mà ghê thế nhỉ? Tính nóng hơn kia. Dạ dạ chân ạ. Úi tí thì lụ. À kìa nhanh lên. À đi thôi. Tí nữa thì lộ. Mất chỗ vàng này có mà húp cháo sống qua ngày. Về làm bữa trưa nào. Đụng to như thế này mà bảo nhặt sâu. Có mà tất tay mới sâu á. Thôi cố lên đi. Không mẹ mắng đấy. Mà cũng lạ. Mẹ phun thuốc sâu rồi thì lấy đâu ra sâu mà bắt nhỉ? Chắc là nhặt xác con sâu. Có mà giấu giấu chim chim cái gì ấy. Em thấy mẹ cứ núp núp che che nghi lắm. Cứ ngồi ở đây trong nhà mất còn biết. Do thì má cái này buồn quá. Sao tự dưng đang ngủ mắt cứ nháy nháy nhỉ? Chắc đợt này vất vả mệt mỏi quá. Cái quạnh quạnh. Sao tự dưng hôm nay thấy mất nhiều thứ nhỉ? Bất an quá. Vàng, vàng. Vàng của ta. Vàng chẳng đây, lá vẫn đậy. Mình cứ lo xa. Các em yêu của chị ơi. Hả? Vàng. 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 Vàng tiết kiệm của mình đâu rồi? Vàng ơi vàng. Chắc chắn là hai đứa nó. Nãy thấy mình giấu vàng rồi. Quả này về xong rồi chứ ta. Hãy con chị. Xong rồi về ăn cơm thôi. Đứng lại đó cho ta. Gì thế mẹ căng thẳng vậy? Đứng yên đó. Thì có ai đi đâu đâu. Mẹ buồn cười thật đấy. Là đứa nào? Đứa nào lấy trộm vàng của ta? Mang ra đây thì mẹ còn tha cho. Nhanh nhanh. Vàng nào? Mẹ bảo nhà mình làm gì có tiền. Thêm một miệng ăn bắt ra đây nặng một đống sâu. Đã được thở tiếng nào đâu mà. Đúng rồi đó. Vàng chủng gì? Chú mày đừng có mà mờ mét. Mẹ biết hết rồi nhá. Không mấy đứa thì ai? Đừng có mà chối. Để ta lục soát. Đến đây mò đi. Quân tử sợ gì? Còn gọi bắt sâu nãy giờ có chạy đi đâu đâu. Chú mày giấu đâu được cơ chứ? Giấu gì? Ai tìm cất của mẹ? Bọn con không lấy đâu nhé. Ăn đi. Toàn cỏ với sâu, lấy đâu ra vàng mà mẹ đổ tung ra thế? Đừng có mà lắm lời, tống đưa nốt đi. Bọn con ngoài ruộng nãy giờ có qua đó đâu. Được lắm. Đây không phải vàng thì là cái gì? Hả? Không phải con. Con không biết gì hết. Sao lại có vàng trong rổ con chứ? Con bị người ta hãm hại. Mẹ tin con đi mà. Nó hiện diện ra trước mặt rồi mà vẫn còn cãi được à con? Toan rồi ông giáo ơi.
Hương vị này ta thích thật. Không phải con mà mẹ. Vàng trong đổ rồi lại còn chối được à? Cãi này, cãi nữa này. Cám, hay là em hãm hại chị đúng không? Này này này, mồm ăn điêu được nhưng mà không nói điêu được đâu nhá. Mình lấy thì mình nhận đi, làm gì mà đổ điêu cho em vậy? Không phải con thật mà. Đổ tội người khác này. Em nhận đi, đừng đổ cho chị nữa. Lắm lời nữa. Nhận đi, mẹ không đợi tôi đâu. Cãi, cãi đi. Vàng của ta, dịu lắm, thương lắm tôi. Đừng xa mẹ nữa nhé. Sao mẹ là bảo tú đây? Là em đúng không? Chị làm nhận đi, sao có đổ điêu cho em thế nhỉ? Em không ngờ chị là con người như thế, đã lấy còn đổ điêu cho em. Chỉ có thể là em thôi, đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng. Em lấy ý. Đúng rồi, đánh nhau nữa đi. Bỏ ra, ăn trộm này còn quá đáng. Này, có mà là em ý. Nhận đi, con chị không chơi với em nữa. Trời giúp tâm. Chị Tám ơi, đợi em với. Mình có lấy trộm đâu chứ, sao mẹ lại bảo mình? Chị Tám, đừng buồn nữa. Em biết không phải do chị làm đâu, chắc là trò tinh nghịch của Cám đấy mà. Cả mẹ ghẻ nữa, chưa biết đúng sai như nào mà lại đi nói chị như vậy, thật là quá đáng mà. Gia đình này thật là. Thôi chị đừng khóc nữa, để em đi nói cho chị Cám một trận. Ok. Chị Tám thật là quá đáng. Bình thường chị em đến lúc bị bắt lại trốn cho mình được, ảo thật đấy. Công nhận chị ạ. À, nhìn chị Tấm hiền vậy, em không nghĩ lấy cả vàng của mẹ ghẻ để đổ quan cho chị đâu. Công nhận, thật là nhìn mặt chị hiền từ, mẹ đánh cho một trận là phải. Chẳng lẽ chị lại để yên chị Tấm đổ tội cho chị vậy à? Như thế mẹ lại nghĩ chị không ra gì đâu. Cũng đúng, phải đi đòi lại công bằng mới được. Mình phải hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng Cám bảo không lấy, mình cũng không, thì còn ai được cơ chứ? Đứng lại đó. Cô em đi đâu mà vội mà vàng, mà chấp phải đá mà hoàng phải anh. Các anh định làm gì tôi chứ? Có tin tôi hét lên không hả? Có ai không cứu? Ứ hòa. Hét to lên, to nữa lên. Không ai cứu được cô em nữa đâu, hiểu chứ? Chúng ta phải tìm chị Tấm để trả thù mới được. Sao lại đi nói mình như thế chứ? Ừ kìa chị Cám, kìa có phải chị Tấm không? Giờ cô em tính đi đâu để tự đưa đi. Nhanh, thả ta ra, thả ra. Chị Tấm gặp nguy hiểm. Ê, từ đã. Chị nữa cứu người. Người xấu đang bị trừng trị, chị xen vào làm gì? Đi theo em. Một chút. Này, ta không có tiền đâu, thả ra. Con tiền của con sao? Anh đây không cướp tiền, cướp sắt. Chỉ cần cô em chịu bọn anh tiến là được. Thả ra ra. Ai u. Bảo con này. Chúng mày đâu? Xử lý nó. U chà. Bạn ơi, cái cầu này được lắm. Chà, em Cám ơi, cẩn thận. Nè, em cũng sợ nó đánh lại à? Mà dám một trời ba chị, bọn chúng tụi con đang con. Một đứa ăn hại, việc gì cũng đến tay ta. Thật là mạnh mẽ, quá lợi chứ. Cám ơi, nó đang lao vào kìa. Giỏi nhảy vào đây. Chị ơi, chị ơi, em có trón chạy, cơ bắp không trồng. Bọn kia xin. Dạ chị tha cho em à, nhà em nghèo quá em liều. Đúng là mấy tên cướp này trẻ con quá. Xin hay đấy, nhưng chị đây chưa ok. Em năn nỉ. Đợi ca, chuồn mau. Chết chị. Em ổn cả chứ? Chị ca, chị lợi hại thật đấy. Chị đây giả thuộc thiếu tâm tự chưa biết à? Chị Tâm, chị yếu đuối thế này thì làm sao mà có can ăn trộm của mẹ ghẻ nhỉ? Thì chị không lấy thật mà. Thế nhưng em chính nghĩa như vậy chắc không lấy đâu. Chị xin lỗi vì đã đổ tội cho em. Thế chị không lấy, em không lấy thì ai lấy nhỉ? Ai lấy được? Ê Harley, ra đây ta bảo. Có cái này hay lắm nè. Sao hai người lại nhìn ta? Không phải ta đâu. Ai bảo đâu? Lại đây ta bảo. Có gì thế? Nhìn nè. Chưa. Ha, đừng có mà giả ngay giả ngô nữa. Bọn ta biết hết rồi. Từ lúc ngươi tới với cái chuyện đó, ăn
đòn. Ăn đòn này tính chi để bọn ta? Mau dừng tay lại. Stop. Tại sao mẹ lại bên búp bê chứ? Mẹ có biết cái thứ này là như thế nào không? Chúng ta hiểu nhầm nhau hết rồi con hả? Lại đây xem đi. Xem đi, xem đi này. Hạnh phúc à, ta xin ví vàng ư. Thương thật sao? Hả đi, ủa sao bà này quần áo trông giống nó thế nhỉ? Người có quen không? Thực ra bà ấy chính là mẹ của ta. Hả? Nhưng mà cũng chính bà ấy cũng đuổi ta đi rồi. Hả? Hổ dữ không ăn thịt con mà. Mẹ ngươi thật là độc ác. Thôi ngươi cứ ở đây, mẹ ta cân tất. Mẹ chịu con ạ. Mẹ chịu con ạ. Ta thừa nhận có cái tiểu cho mấy người ghét nhau, nhưng ta sẽ không ăn trộm như vậy đâu. Ta đây không được hạnh phúc thì các ngươi đừng có mơ. Con gái à, ngươi là nỗi u nhục của ta. Thôi được, về đi. Thôi chị Vàng cũng thấy rồi, không nói nữa. Cho ta ở kế nha. Chịu chịu. Mẹ nói thế thôi mà. Từ sáng giờ ngồi câu mà không có con cá nào chịu cắn. Đói thế cả mồm ra. Cá đi đâu hết rồi nha? Ui, cá đi đâu hết rồi cũng biết. Mồi ngon như thế này mà cá lại không cắn nha. Rõ ràng mình cảm nhận là có ai ở sau lưng mình mà nha. Hay là câu cá cả ngày bị say nắng nghĩ lung tung nha. Sao mình cảm giác lạnh sống lưng thế nhờ? Vậy thì là ai? Không ổn rồi, mình thiếu một lượng máu lớn để tấn công lên thành Mã Dương. Phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thôi. Nhanh lên mọi người ơi. Mọi người ơi.
Sao bạn được ngủ giờ này? Dậy đi! Bạn ơi! Bạn! Sao đây? Dậy đi! Bỏ ra! Bạn! Bỏ ra! Không thấy mà đang ngất à? Cái con bóng này! À! À! Đúng là con mồi ngon. Quỷ! Quỷ hút máu người á! Thì ngươi tha cho ta đi mà! Tha mạng đi! Ta sẽ hút máu ngươi! Các nạn nhân đều bị chết theo cách thức hút máu. Hút máu? Ra tay thật là tan độc mà. Thế mà sao nó không hút máu mẹ em nhỉ? Mẹ em nhiều máu thế còn gì? Mày sao mẹ ném con? Con với cái mất nết. Nhiều lúc mẹ không muốn nói gì với con đâu á. Con gì mẹ nói luôn đi. Bây giờ nói đi, nói tại đây. Thôi nè. Mà bây giờ chúng ta phải làm sáng tỏ vụ án này. Không là dân làng sẽ rất bất an đấy. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà để ta suy nghĩ cách trước đã. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Nó đơn giản thế mà cũng phải nghĩ à? Muốn bắt cọp, mình phải vào hang cọp chứ nhỉ? Hay hả? Hay à, sao mọi người lại nhìn em? Em nói vậy chứ không phải em đi vào hang cọp đâu. Làm sao sống được? Các bạn ơi, cứu mình với. Ui dữ, cứ vào đi. Em yên tâm, có anh, có cả mẹ và chị đây rồi. Giao. Biết rồi. Mà ơi, đừng ăn tao. Chỉ cần một người nữa thôi, mình tăng cấp độ, trở thành ma dương rồi. Sao nó lạnh quá vậy ta? Mà ơi, mày ra đi, ta muốn về nhà. Mẹ ơi, đừng có gì ở phía sau mình nha. Lại. Mang cài rồng, mang dừng tay lại. Đi hạ cô gái ta ra. Cài sai tấm. Lên với chúng cho ta. Yes, sir. Bố mẹ ơi, cứu con với, không nó giết con. Hả? Mẹ ơi. Chán sống rồi ư? Mày vào đây, mày giỏi mày vào đây. Tấm, nàng với mẹ ghẻ đuổi theo mommy, để hai tên này cho ta. Ok, mẹ đi. Hai tên xác ướp này, các người không biết ta là ai ư? Đài đèn tôi bên đồ tám đẳng, mà các người lại dám ra ai ở đây? Đài đèn tám đẳng là cái gì? Ta phải biến ngán cái gì? Chưa. Bây giờ hai mẹ con mình phải chia nhau ra để tóm nó. Thôi, không chia đâu, sợ lắm. Yên tâm, về con khác có thưởng. Đi, thưởng á. Mạng sống quan trọng hơn tiền nữa. Sợ lắm. Đứng lại.